Thưa quý vị, sáng nay Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và 14 bị cáo khác trong vụ nâng khống giá cây xanh tại Hà Nội. Đây là vụ án thứ tư cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phải ra hầu tòa. Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Đức Chung bị Viện Kiểm sát truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 14 bị cáo còn lại bị truy tố về các tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, mua bán trái phép hóa đơn, buôn lậu, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, trước năm 2016, công tác trồng mới thay thế cây xanh ở Hà Nội được thực hiện theo hình thức đấu thầu. Đến tháng 12 năm 2015, khi được bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội, Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo tạm dừng toàn bộ việc đấu thầu cây xanh, chuyển sang đặt hàng từng quý, đồng thời chỉ đạo Giám đốc Sở Xây dựng phải đặt hàng trực tiếp của công ty Sinh Thái Xanh do Bùi Văn Mận làm giám đốc. Thực hiện chỉ đạo của bị cáo Chung, từ năm 2016 đến năm 2019, Ban Duy Tu các công trình kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây Dựng ký hợp đồng với công ty Công viên Cây Xanh và công ty Sinh Thái Xanh gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 34 tỷ đồng. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 5 ngày.